Món hành cuốn. Tường thuật trực tiếp món hành cuốn. Món này nó nói chung là đặc trưng ở nhiều mà đúng là mình làm ngon. Mình làm nó vẫn ngon. Không, nhưng mà họ có làm không? Mình ơi, cùng gọi chú bà chúng cái đám của con nhà quyền đi. Vâng. Trong mãi tiết trong chỗ của mình nó yên ấy. Nó làm đúng như mình luôn. Thế à? Khác một cái là nước mắm của nó là nó làm theo kiểu mắm tỏi ớt trứng rau sống. À. Hầu như là người ta làm mắm không có nước mắm cà, nước mắm như mắm bỗng như nhà mình. Ừ. Nhưng mà cháu thêm vị ăn đúng. Có hải sáu với thì mình thêm đĩa nữa rồi nhá. Mẹ nó gói chất đầm ngon lành vuông tròn xoay xoay luôn. Đây là cái gọi là món hành cuốn. Đây là một cái đã hoàn thành. Nhân gồm có giò, thịt, ba chỉ, trứng. Đây là các nghệ nhân cùng với chị Hải. Ừ. Năm ngoái thì ai cuộn với tôi cứ một tay cứ cuộn như con ốc biêu cuộn tròn tròn như con ốc. Còn mình thì để hoa như thế này. Mình thì để xòe ra có nơi người ta cuộn cái lá nó cũng cuộn vào. Đấy nó cuộn ngoan nó tròn trên xe ấy. Cuộn tròn như con ốc biêu cũng đòn. Còn mình thì cứ phải để hoa. Nhân này, trứng này, thịt này, tôm này, giò. Có cần người mẫu ăn thử không? Chưa có nước chấm. Nước chấm thì mình nên nấu nước chấm bỗng rượu, còn một số nơi đa phần người ta chấm bằng nước chấm rau sống, nước mắm chua ngọt. Mắm tỏi ớt chua ngọt. À cuộn ở trên nhà ông Hằng. Mình nhớ mình cuộn thì mình cũng cuộn, mình cuộn lá như này trên đấy thì nó. Nhà em có ông cậu ông ấy dỗ ông ấy thì năm nào cũng làm nhưng mà khổ vì chỉ có làm có ăn không. Mà chẳng biết chấm chấm nước mắm mặn này này. Chấm mắm mặn này lại mất ngon. Ăn chán thôi rồi. Chấm nước chấm nước gỏi gỏi nắp thì pha nhưng mà mình chấm rau sống không? Chấm rau sống còn được, chấm rau sống còn cũng được. Chấm này chấm mắm không? Nhưng đằng này lại chấm mắm mặn chứ. Hoặc là chấm súp vắt chanh. Nhưng mà cuộn thì cũng cuộn tròn như con ốc, để tròn thì mình nhớ lúc này trên trong hàng xong mấy cái rổ mình cuộn mà. Mình ngồi mình cuộn.